Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và trong clip lần này thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu một số các công cụ cơ bản cũng như là các cái cách để có thể sử dụng được cái con app DJI Fly. Như anh em đã biết thì DJI Fly là một cái app được thiết kế ra để dành riêng cho hai dòng flycam mới nhất của nhà DJI, đó chính là chiếc DJI Mavic Mini và chiếc Mavic Air 2 tôi đang có ở đây. Và tất nhiên rồi, cái app này thì được thiết kế để dành riêng cho hai dòng flycam mới này, và cũng có thể là sau này những cái chiếc flycam sau này ra mắt nữa của DJI thì cũng sẽ được sử dụng chung với cả cái con app này. Mọi thứ thì sau một khoảng thời gian mà tôi trải nghiệm cái app DJI Fly này thì cá nhân tôi cảm thấy rằng là cái app này nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện sử dụng vô cùng là trực quan, rất là dễ để có thể sử dụng, cũng như là cái thiết kế thì khá là bắt mắt. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các cái cách cài đặt, các cái công cụ cần thiết cũng như là các cái cách để có thể sử dụng được cái phần mềm DJI Fly một cách thuận tiện nhất, an toàn nhất. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Để mà chúng ta có thể cài được phần mềm DJI Fly này thì phần mềm này hỗ trợ ở trên hai nền tảng, đó là Android và iOS. Chúng ta có thể tải về rất là dễ dàng ở trên các cái cửa hàng ứng dụng như CH Play hay là App Store. Mọi thứ rất là dễ dàng chúng ta như là những cái phần mềm khác thôi. Đó. Và sau khi mà chúng ta tải về và cài đặt thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần giao diện màn hình. Như tôi đã nói ở đầu của video thì cái giao diện của phần mềm được thiết kế lại, giao diện sẽ vô cùng là trực quan và dễ sử dụng. Và ngay khi mà chúng ta vào ứng dụng thì chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta có thể lựa chọn là connect với cả máy bay này, hoặc là xem lại album ảnh, xem profile người dùng. Và ở đây app nó có đang báo với chúng ta là có một cái bản update firmware mới cho chiếc Mavic Mini, và hãy cài đặt nó để có thể sử dụng. Tất nhiên rồi, chúng ta mỗi khi mà hãng ra một bản firmware nào mới thì chúng ta sẽ nên cập nhật trước khi mà sử dụng, để có thể hãng có thể là trước đó họ đã sửa một số những cái lỗi ở trên cái máy bay đó rồi. Cho nên là chúng ta sẽ nên cập nhật trước khi mà chúng ta sử dụng mỗi cái chuyến bay. Ok, và cùng để nó có một bên thì chúng ta hãy tiếp tục vào cái phần giao diện bay của phần mềm nhé. Đây, chúng ta đã vào đến cái phần giao diện bay thì khá là quen thuộc với anh em thôi, như những cái clip trước thì chúng ta đã xem review về Mavic Mini hay là Mavic Air 2 thì chúng ta đã cùng xem qua các phần mềm, các cái giao diện bay của phần mềm rồi. Thì tôi sẽ không nói quá là nhiều về cái phần này nữa, vẫn sẽ là những cái chức năng cơ bản như là những cái phím quay, phím chụp này, quick shot, xem lại ảnh hay là auto take off, bản đồ và hàng loạt các cái thông số như là sóng sánh rồi là pin cùng các thứ nữa của cái máy bay này. Đó, thì nói chung là tất cả các cái thông tin về chúng ta cần biết về cái máy bay này nó đã hiển thị hết ở trên phần mềm giao diện màn hình này rồi. Và mọi thứ thì nó đã rất dễ để có thể quan sát được khi mà chúng ta đang sử dụng. Và bên cạnh đó thì DJI đã có cập nhật cho chúng ta một cái cập nhật nho nhỏ thôi, có thể anh em không để ý tới lắm nhưng mà nó sẽ vô cùng là hữu ích đấy. Đó chính là cái phần hiển thị thời gian bay còn lại của máy bay. Đây sẽ là một cập nhật mà anh em có thể nói là nó khá là nhỏ thôi, nhưng mà sẽ rất là tiện, đúng không nào? Chúng ta sẽ không cần phải áng chừng xem là cái thời gian bay còn bao nhiêu phần trăm, bay được bao nhiêu lâu nữa, mà chúng ta chỉ cần nhìn vào cái thời lượng bay còn lại này, chúng ta đã có thể biết được thời gian còn lại bao nhiêu, chúng ta nên trở về lúc nào rồi. Mọi thứ rất là an toàn. Ok, và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, sẽ là cái phần hướng dẫn cài đặt cơ bản cho chiếc app DJI Fly này, cũng như là cho cái chiếc máy bay của chúng ta. Trong cái phần giao diện cài đặt ấy, nó đã được phân loại riêng ra thành 5 mục rồi, và chúng ta sẽ rất là dễ dàng để có thể vào và lựa chọn cái phần mà chúng ta muốn cài đặt. Và ở đây chúng ta đã có 5 phần, đó chính là Safety này. Safety đây là cái phần mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất, và phần này thì cho phép chúng ta cài đặt các cái thông số an toàn bay như là độ cao, độ xa tối đa, hay là độ cao khi mà máy bay trong chế độ return home, máy bay sẽ bay đến độ cao bao nhiêu và bắt đầu hạ cánh xuống ở điểm home. Và chúng ta lưu ý là trong cái phần auto return home này này, chúng ta lưu ý nhé, không nên để độ cao quá cao đâu, bởi vì là nếu như mà bình thường máy bay chỉ có hết pin hoặc là mất sóng thì nó mới trong chế độ return home rồi thôi. Cho nên là chúng ta sẽ để độ cao khoảng độ 30 đến 50 mét tùy theo cái điều kiện môi trường xung quanh, thì tôi thường sẽ để ở 50 mét đó. Và khi mà chúng ta return home, nếu mà chúng ta có sóng, trong điều kiện chúng ta có thể quan sát được màn hình thì chúng ta chú ý là nên quan sát màn hình trong quá trình mà máy đang return home về. Ok, đó. Tiếp theo sẽ là calibrate IMU như là compass, mở khóa vùng cấm bay,
Về cái phần mở khóa vùng cấm bay này thì chúng ta sẽ liên quan đến pháp luật một chút và chúng tôi sẽ không đề cập đến ở trong cái video lần này. Và đặc biệt là ở trong phần Advanced Safety Setting cho phép chúng ta lựa chọn các cái thao tác khi mà máy bay bị mất kết nối. Ví dụ như là máy bay sẽ tự động trở về điểm home, hoặc là tự động hạ độ cao, hoặc là giữ im tại chỗ, hay là bay lượn, kiểu như thế. Đây sẽ là một cái tùy chọn phải nói là vô cùng là an toàn với chúng ta, đúng không nào? Bên cạnh đó chúng ta sẽ còn có một cái chế độ là Find My Drone, tức là nó sẽ lưu lại cái vị trí cuối cùng của máy bay trước khi mà máy bay bị tắt, để chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm ở trên bản đồ cái tọa độ của đó, và chúng ta sẽ đến đó và chúng ta tìm kiếm máy bay của chúng ta nếu mà rủi ro máy bay có thể bị rơi chẳng hạn đó. Ok, và vừa xong thì chúng ta đã vừa qua cái chế độ cài đặt ở Safety Setting, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần Control Setting đó. Ở trong cái phần Control Setting này thì máy bay sẽ cho phép chúng ta cài đặt về cái cách hiển thị tốc độ, và tiếp theo sẽ là đến phần Gimbal Mode sẽ cho phép chúng ta tùy chọn chế độ là Follow Mode hoặc là FPV Mode. Thì chúng ta đã biết hai cái chế độ này rồi, đúng là Follow Mode thì máy bay nó sẽ tự động khóa các trục lại và nó sẽ giữ nguyên như thế, kể mặc kệ máy bay nó nghiêng thế nào thì nó vẫn follow theo một cái chiều mà chúng ta chỉ định theo. Còn ở FPV Mode thì cái gimbal nó sẽ gọi là nó sẽ đi theo bất cứ một cái cử chỉ nào của máy bay. Máy bay nghiêng thì cái bồ cũng sẽ nghiêng theo đó, cho tạo cho chúng ta một khung ảnh nó có thể là thực tế hơn, như là trên những cái chiếc quad, những cái chiếc drone. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không được đẹp như thế, đúng không nào? Ok, ở trong phần gimbal setting thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần là allow upward gimbal rotation, tức là chúng ta có thể bật chế độ này lên và chúng ta có thể ngửa được gimbal lên, ngửa được lên thêm 24 độ nữa đó, so với trục nằm đứng. Chúng ta có thể ngửa thêm 24 độ nữa, còn khi mà chúng ta tắt chế độ này đi, tắt nó đi thì sẽ không thể ngửa được. Đó, giới hạn là đến đây thôi. Ok. Và tiếp theo sẽ là calibration gimbal. Ok, và recenter. Recenter là sẽ tự gục cái gimbal xuống phía dưới. Chúng ta nhấp 2 lần vào nút function. Đó. Lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái này. Ok, tiếp theo đến với cái phần remote control. Đây có thể nói là một cái phần khá là hấp dẫn. Như chúng ta đã biết thì chiếc tay điều khiển của Mavic Air 2 thiết kế ra khá là lớn, kèm theo chúng ta là một cái hai cục pin hai bên rất là to như thế này, thì đồng nghĩa với việc thời lượng pin của nó cũng rất là lâu. Rất có thể là điện thoại đã hết pin mấy lần rồi nhưng mà tay điều khiển thì vẫn chưa hết pin, vì thế mà hãng đã cho chúng ta một cái lựa chọn, đó chính là chúng ta có thể sử dụng để sạc pin cho điện thoại luôn, hay là phải bật chế độ này lên đó, và như vậy là tay điều khiển đã sạc pin thay cho điện thoại. Rất là hay, rất là hấp dẫn, đúng không nào? Ở phần tiếp theo đó chính là Stick Mode. Ở phần Stick Mode này cho phép chúng ta lựa chọn các cái chế độ mà nhà sản xuất đã cho chúng ta để có thể điều khiển được máy bay, và thêm một chế độ tùy chọn nữa, chúng ta có thể tùy chọn cái cách làm sao để có thể điều khiển máy bay bằng cái joystick này một cách thuận tiện nhất so với chúng ta. Tiếp theo đến cái phần button customization. Thì với cái nút function ở đây, cái nút nho nhỏ bên cạnh đây, chúng ta có thể lựa chọn cái cách để có thể sử dụng nó, ví dụ như là ấn một lần thì sẽ làm gì và ấn hai lần sẽ làm gì. Ví dụ như là ở trên máy bay mà hãng đang cài đặt sẵn thì chúng ta nếu mà chúng ta ấn một lần đó sẽ tự bật cái đèn landing lên, chúng ta ấn một lần máy sẽ tự động bật đèn landing lên, và ấn hai lần thì máy nó sẽ tự động recenter gimbal, tức là máy nó sẽ tự động gục gimbal xuống, ấn hai lần trở lên đó. Và remote control calibration, tức là chế độ này sẽ cho phép chúng ta cali cái tay điều khiển này về cái độ chuẩn chỉnh của các cái joystick này để cho nó không bị lệch. Ví dụ là nếu nó bị lệch, máy bay sẽ tự động điều chỉnh đi về một phía chẳng hạn, thì trong cái phần này sẽ cho phép chúng ta cali lại cái tay điều khiển, và tôi sẽ làm riêng một cái clip để hướng dẫn các bạn trong cái phần này nhá. Đó, tiếp theo sẽ là beginner flight tutorial, tức là dành cho những người mới bay, chúng ta có thể sử dụng chế độ này để tập bay trước khi mà cất cánh thực tế chiếc máy bay này. Đó, nhà sản xuất rất là chu đáo, đúng không nào? Ok, và chúng ta vừa đi qua phần control setting, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần camera setting. Trong cái phần này thì máy bay sẽ cho phép chúng ta lựa chọn các cái format định dạng của hình ảnh, ví dụ ở đây có thể lựa chọn được là JPEG hoặc là JPEG và RAW. Kích thước ảnh thì ở đây chúng ta sẽ có là tỷ lệ 43 và tỷ lệ là 16:9. Anti flicker nó sẽ có rất nhiều chế độ tắt này, auto hoặc là 50Hz hoặc 60Hz dành cho các thị trường khác nhau. Xuống đến phần dưới này là phần general, chúng ta có thể lựa chọn bật được biểu đồ histogram, overexposure warning, tức là nó sẽ cảnh báo cái vùng sáng quá, auto size HD photo này. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ có thể bật được các cái đường grid line lên, đường chéo, đường ngang và điểm chính giữa, white balance chúng ta cũng có thể lựa chọn ở trong này luôn.
và các cái cài đặt về thẻ nhớ. Ok, thế còn phần transmission đây sẽ là cái phần mà sóng sánh của cái tay điều khiển, chúng ta có thể tùy chọn này. Đó, đây nó sẽ có cái tùy chọn sóng như là 2.4Hz hay 5.8Hz, các cái kênh sóng auto, hoặc là chúng ta có thể tùy chọn luôn. Cuối cùng sẽ là đến phần about. Trong phần này thì sẽ cho phép chúng ta tùy chọn tên của máy bay, chúng ta có thể đặt tên cho máy bay, đặt tên hoặc số điện thoại nào đó. Anh em có thể nhận được máy bay, có thể connect vào và nhìn thấy tên như thế thì có thể gọi lại và thông báo cho chúng ta. Tiếp theo thì sẽ là các cái phần firmware của máy bay, firmware của tay điều khiển, cũng như là những cái phần firmware của app các thứ. Đó, dưới này sẽ là pin, thông số lần sạc, serial pin, vân 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 vân. Đây sẽ là trong cái phần setting. Và vừa xong là trong cái phần cài đặt cơ bản của chiếc máy bay này. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi đến để tìm hiểu một cái phần cũng vô cùng là hay ho mới của app DJI Fly này. Có thể khá là nhiều anh em cũng không để ý đến, đó chính là cái phần album ảnh. Và trong cái phần album ảnh này thì chúng ta có thể create, chúng ta có thể tạo được cái video trực tiếp, dựng video trực tiếp ở trên phần mềm này luôn. Đây, trong cái phần DJI Fly thì trước đó tôi có quay một số những cái shot hình rồi, và chúng ta có thể, đây nó sẽ có một số các cái template sẵn cho chúng ta để chúng ta có thể add video vào đây. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn edit theo cái cách mà chúng ta muốn ấy, thì chúng ta ấn vào phần Pro này. Đó, tiếp theo sẽ là chọn video mà chúng ta muốn, ví dụ là video này, và thêm vào video này đi, tôi sẽ ấn add vào đây. Đó, nó sẽ tự động nhặt ra cho chúng ta hai video. Và bây giờ chúng ta có thể vào cài đặt như là cắt, chỉnh sửa tông, và tôi thử cho anh em nhé. Phần đầu tiên máy bay đứng chờ hơi lâu, tôi sẽ cắt nó đi. Clip này thì tôi quay bằng con Mavic Mini thôi, nhưng mà nó lưu trên tài khoản DJI. Đó, tôi sẽ cắt nó đi. Đây, nó sẽ tách ra như này, ấn vào cái phần video đầu tiên và xóa cái đoạn này đi. Xem thử lại. Đó, cái việc edit ở trên điện thoại bây giờ nó là vô cùng là đơn giản rồi. Chúng ta có thể tha hồ edit video ở trên này. Tiếp theo đoạn này nha, tôi muốn nó đi nhanh hơn một chút này, chúng ta cắt đoạn này. Đây, đến đoạn này tôi bắt đầu cho nó đi nhanh đi. Ấn vào đây, chúng ta lựa chọn speed. Đó, kéo nó nhanh lên, kéo nhanh 4 lần đi. Rồi chúng ta cùng xem lại đoạn video chúng ta vừa làm nào. Máy đi dần lên này. Ok, và đó chính là khả năng có thể edit được ở trên trực tiếp trên app luôn của cái phần mềm DJI Fly. Ok, và sau khi mà chúng ta đã hoàn thành video rồi thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái nút xuất video ở góc bên phải phía trên này và xuất ra video mà chúng ta muốn thôi. Ví dụ là đây định dạng chúng ta có thể lựa chọn là Full HD và Continue. Đó, app sẽ tự động tạo video chúng ta và lưu vào album ảnh. Mọi thứ vô cùng thuận tiện đúng không nào? Và vừa xong thì chúng ta đã vừa đi tìm hiểu về cách cài đặt cũng như là sử dụng cái app DJI Fly, app con app dành cho flycam mới này của nhà DJI. Anh em có cảm nghĩ gì về app này? Mọi thứ giao diện phần mềm có đúng như chúng tôi đã nói không? Mọi thứ rất là trực quan và dễ sử dụng đúng không nào? Vậy còn cảm nghĩ của anh em thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhá. Và cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tokyo Camera để có thể nhận thêm những thông báo về video tiếp theo nhá. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.